Ngày 21 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2023 tại xã Phúc Thịnh. Tại buổi thăm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã gửi lời chúc mừng tới bà con giáo dân xã Phúc Thịnh đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời bày tỏ những đóng góp của bà con giáo dân vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023. Mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy đảng chính quyền, thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo lao động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã trao quà của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chúc mừng Giáng sinh năm 2023 đến bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc.